Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO, kênh của mình được chuyên về các dự án kiếm tiền free online các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền điện tử free. Cái dự án hôm nay sẽ là dự án VOTA Protocol IROP. Dự án này sẽ phát khoảng 2 đồng, tương đương với khoảng 3,5 đô la trở lên. Dự án này sẽ phát cho khoảng 1.000 người đầu tiên. Đấy, thì các bạn sẽ ấn Start cho mình nhé. Ở dưới thì các bạn ấn vào theo dõi ba cái group này và theo dõi Twitter dắt. Các bạn nó retweet lại một cái bài ở trên Twitter nhé. Đây các bạn sẽ theo dõi từng cái group một. Ở đây thì các bạn sẽ join ở group này. Đấy các bạn ấn vào join này. À hình như là mình bị đầy đấy. Đầy group mọi người ạ. Thử vào đi xem nào. Không biết là còn không nữa mọi người ơi. À, nó ghi là 1.000 người đầu tiên, thế nhưng mà thấy 1.000 mấy rồi ấy. Không biết còn được không. Đây các bạn join này. Đâu rồi, đâu rồi, chạy đi chứ. Trời ơi, đua nhau thế này mà. Ủa, chạy đâu vậy? Trời ơi, má anh nữa. Đây Jonathan đây nhá, thì các bạn sẽ ấn vào I'm not bot này. Đấy, khi mà các bạn ấn vào I'm not bot thì nó sẽ không không có hiện ra như này nữa. Tuy là các bạn đây thấy là rất là nhiều người đã vào đây ấy, nhưng mà các bạn không ấn vào cái I'm not a bot này thì nó sẽ không chấp nhận nha các bạn nha. Thế cho nên là một số bạn không ấn là không có được ấy. Và các bạn đấy sai và các bạn đấy sẽ không được tính ấy. Đấy, cho nên là mọi người cứ làm nhé, nó còn mở bot thì mình cứ làm đi. Đấy, các bạn ấn vào submit này. Ở đây các bạn ấn next này. Ở dưới các bạn enter này, flow này. Retweet lại pin the post này. Rồi, dán tên của mình vào này. Đấy, một số bạn không để ý là cứ vào trong cái group ấn mà không ấn vào là tôi không phải là bot ấy. Thì nó sẽ đánh các bạn là bot đấy còn gì, gian lận đấy, cho nên là các bạn phải để ý nhá, các bạn vẫn sử dụng ví ERC20 ở trên MetaMask nhá. Đấy, các bạn dán vào cho mình. Ok, cái này thì các bạn ấn vào join tiếp nhá, join xong thì các bạn ấn vào complete. Đấy, ở đây là link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia nhá, một token tương đương với khoảng 1,875 đấy. Trả vào November nhé. Limiter là first 1.000 người. Mình không biết là có đủ, có mình có được không. Đấy. Ok, như thế là xong cái dự án đầu tiên. Cái dự án thứ hai thì mình sẽ giới thiệu với các bạn, đó là cái dự án. Đây, con này mình làm rồi nhé. Tiếp theo là cái con này. Nó có giá là 3.200 EGT, tương đương với khoảng 120 đô la. Như này thì cũng là cái dự án bot, nhưng mình check khá là ngon nhé. Đấy. Đây. Đấy, các bạn sẽ ấn vào, nó có một số nhiệm vụ. Các bạn theo dõi cho mình hai cái group ở Telegram. Các bạn ấn join này. Thì bây giờ các bạn ơi, biết bỏ con nào đây trời. Không biết bỏ con nào luôn ấy. Nó bị đầy mất rồi, không biết mọi người có bị như mình không. Thôi bỏ tạm hai cái group này nha. Giờ là phải làm cái mới mất thôi. Mà làm cái mới thì mình lại không theo được. Có nhiều con nó lại vào vào bot để xác minh nhé. Cho nên lại không vào được. Thấy các bạn ấn join cho mình. Quay lại này. Mọi người ấn join tiếp một cái group đấy nữa là hai này. Con gì mà bảo cho The Phi này, Echo The Phi này bảo cho 120 đô la kinh quá. Nếu có những cái dự án nó có cho thật thì chứ, tại vì mình cũng không nói trước được mà. Ok, thì các bạn sẽ đánh cái này là 82 rồi các bạn. 82CNXZ. Gì đấy em ơi? Em sang bên này em. Giao diện sáng đã em, vào thang cuối cùng bên trái em nhé. Vâng. Sorry mọi người nha. Sorry mọi người, có khách.
Ok, các bạn ấn vào Get AirDrop này. Đấy, các bạn sẽ theo dõi Twitter và retweet lại pin post này. Không, follow thôi, follow thôi. Nếu còn follow thì mình follow thôi, không cần phải retweet gì nữa cho mình. Flow này. Đấy, các bạn lúc nãy mình làm mới có 1.000 mà bây giờ đã lên 3.000 rồi mọi người ạ. Copy lấy link, copy lấy tên này. Mọi người ấn vào đây nha. Rồi, ok, tiếp theo là đây. Nó bảo retweet lại pin the post. Và dán cái tweet vào đây cho tao. Đây pin the post thì các bạn sẽ này. Đây có airdrop thông báo ở đây nha. Thì nó bảo tweet thì các bạn sẽ tweet bằng cách này. Đấy, các bạn ấn vào tweet. Ở đây thì các bạn ấn vào view nha. Mọi người copy lấy tên này. À, link, link, link. Các bạn copy lấy link nhé. Link cái bài viết mình vừa mới tweet lúc nãy đấy. Các bạn sẽ dán vẫn là dán ví ERC20 nhé. Đây, các bạn copy lấy link. Paste vào đây nhé. Rồi, như thế là kết thúc nha các bạn nhé. 1.000 token. Đấy. Các bạn sẽ giới thiệu bạn bè của mình cũng tham gia, mỗi người sẽ nhận được 200. Đấy, get your bonus xem nào, cái gì đấy. À. Ok, đây là link rep nha các bạn nhé. Các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hai dự án này của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Bạn nào mà theo dõi video của mình và quên hoặc là chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé.